Để tập đoàn Amakao chúng tôi có được cái kết quả như ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là có năm cái điều sau đây mà chúng tôi có thể đúc rút lại để bạn có thể hiểu được vì sao Amakao của chúng tôi có được ngày hôm nay. Điều thứ nhất là khi mà chúng tôi đầu tư và kinh doanh bất cứ cái gì thì chúng tôi luôn luôn định vị bản thân mình và định vị cái bản thân mình là vị trí nào. Toàn bộ những các cái việc mà chúng tôi lựa chọn, chúng tôi phải định vị bản thân mình. Ví dụ khi chúng tôi chọn lựa về cái mảng ống nhựa là chúng tôi định vị mình là số 1 về vấn đề chất lượng trên thị trường Việt Nam. Và chúng tôi định vị rằng là chúng tôi phải là dẫn đầu về mặt chất lượng ở cái thị trường này và nhắm vào cái thị trường high-end. Hay là sản phẩm ống cống bê tông chúng tôi cũng vậy, chúng tôi phải định vị mình là số 1, định vị mình là cao cấp nhất. Thì khi mà chúng tôi định vị như vậy thì tất cả mọi cái nỗ lực của chúng tôi, mọi chính sách, từ chính sách sản phẩm, chính sách công nghệ cho đến là các cái chiến lược về bán hàng cũng như là các cái chiến lược về marketing, mọi thứ thì chúng tôi đều xác định là đấy chính là cái quan trọng đầu tiên và quan trọng số 1 để mọi thứ phải đi theo. Cho nên là cái quan trọng thì là khi mà chúng ta trước khi làm một điều gì đấy thì chúng ta phải nghĩ xem là vậy cuối cùng chúng ta muốn cái gì, đúng không? Và chúng ta muốn chúng ta ở đâu và chúng ta định vị ở đâu trong cái làng nghề, định vị ở đâu trong cái mảng mà chúng ta chiến đấu đó. Cho nên là cái đấy là cái thứ nhất mà chúng tôi có thể chia sẻ được với lại các bạn. Vấn đề thứ hai thì tôi cho rằng là cái sự lựa chọn. Tôi rất thích cái cuốn sách là Vĩ đại nhờ sự lựa chọn của Jim Collins. Tức là chúng ta xác định nếu mà chúng ta chọn lựa đúng, nếu chúng ta lựa chọn đúng thì nó cũng giống như là bơi xuôi dòng. Và tất cả những các cái sản phẩm, những các cái ngành nghề mà bên chỗ tập đoàn Amakao chọn lựa thì đó là những cái sự mà chọn lựa rất là đúng cho đến thời điểm bây giờ. Và khi mà chúng tôi lựa chọn đúng như vậy, chúng tôi cam kết và theo đuổi đến cùng, và nhờ cái sự lựa chọn đúng cho nên là chúng tôi cũng có những cái sự bứt phá. Các bạn có thể thấy được những các cái sản phẩm mà chúng tôi lựa chọn, những cái ngành nghề mà chúng tôi lựa chọn là luôn luôn là chọn lựa những cái ngành nghề mà nó có cái sự bền vững. Và cái cách đi của chúng tôi là cái cách đi theo cái hướng là lâu dài, lâu bền. Và đây chính là cái thứ hai mà tôi có thể nói với bạn được, tức là cái sự lựa chọn. Trước khi chúng ta làm một điều gì đấy, trước khi mà chúng ta làm một cái công việc gì đó thì chúng ta phải trăn trở, chúng ta phải quan sát, chúng ta phải làm sao để mà lựa chọn cho nó sáng suốt. Và khi mà chúng ta đã lựa chọn cho nó sáng suốt rồi thì chúng ta sẽ quyết định để đầu tư và để mà làm cho nó đến cùng. Thì đây chính là cái thứ hai. Và cái thứ ba ấy, cái thứ ba thì cái mà tôi có thể nói với bạn rằng là để mà tạo nên cái sự bền vững của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi luôn luôn nhớ đến là có hai cái yếu tố quan trọng. Yếu tố thứ nhất là phải xây dựng thương hiệu branding, và yếu tố thứ hai là phải xây dựng được cái hệ thống. Bởi vì nếu như bạn không có thương hiệu ấy, thì bạn sẽ lệ thuộc vào yếu tố cá nhân, lệ thuộc vào yếu tố quan hệ. Nhưng mà nếu như bạn có thương hiệu rồi ấy, thì khách hàng sẽ đến với bạn, mua của bạn là vì cái thương hiệu của bạn. Ví dụ nói đến ống cống bê tông ở miền Bắc này là phải nói đến Amakao, nói đến là nước tinh khiết thì phải nói đến Avia, nói đến cấu kiện thì phải nói đến Amakao, và nói đến ống nhựa phải nói đến Europa, ví dụ như vậy. Thế cho nên là cái việc câu chuyện mà chúng tôi để có được bền vững là chúng tôi phải xây dựng cái thương hiệu, và chúng tôi phải ngoài ra thì chúng tôi phải xây dựng được cái hệ thống, cái system. Câu chuyện kinh doanh thì bạn bạn biết rồi, là chúng ta phải có cái hệ thống để nó run, hệ thống và hệ thống. Và Amakao ấy, khi mà chúng tôi xây dựng cái hệ thống thì chúng tôi mới có thể mở rộng được, còn nếu chúng tôi không có hệ thống thì chúng tôi không mở rộng được. Đấy là cái thứ ba, tức là việc chúng tôi phải có thương hiệu và chúng tôi phải xây dựng được cái hệ thống. Và cái thứ tư, đây là cái cũng vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta mà không có cái thứ tư này thì chúng ta cũng sẽ là bị dậm chân tại chỗ hoặc bị tụt lùi đi. Thì cái thứ tư này là cái gì? Là chúng tôi luôn luôn không ngừng nỗ lực học hỏi, học tập và đầu tư vào việc là nghiên cứu và phát triển.
để chúng tôi đổi mới bản thân, để chúng tôi có được những cái sản phẩm mới, để chúng tôi có những cái công nghệ mới, để chúng tôi có những cái điều mà thực sự là tạo nên cái sự khác biệt trong cái chiến lược, tạo nên các cái sự khác biệt trong cái sản phẩm. Và nhờ vậy cho nên là chúng tôi thực sự có những cái bứt phá. Chính nhờ việc đầu tư vào công nghệ, chính nhờ đầu tư vào những cái sự phát triển, nghiên cứu những các cái công nghệ mới, những cái sản phẩm mới, những cái hệ sinh thái mới để mà phù hợp với lại cái nhu cầu của thị trường, phù hợp với những cái xu hướng của xã hội để chúng tôi có được những các cái như ngày hôm nay. Và đó chính là cái thứ tư, tức là liên tục cập nhật những các cái mới và liên tục học hỏi những cái mới, liên tục để chúng tôi có những cái đầu tư mới. Và vậy cho nên cái thứ tư đó chính là đầu tư và phát triển vào những cái mới, vào công nghệ mới. Và cái cuối cùng này chính là chúng tôi đầu tư vào con người. Việc tìm được một đội ngũ con người phù hợp, việc chúng ta phải có một cái đội ngũ phù hợp trong tất cả các cái phát triển của các tổ chức, thì chúng ta luôn luôn tìm ra được là khoảng tầm 20 người quan trọng nhất. 20 người đấy là những người mà thực sự là những người trung thủy, là những người trung thành, là những người dương cột để đồng hành cùng với lãnh đạo doanh nghiệp. Thì chúng tôi gọi đó là những người lãnh đạo chóp bu, và những người này là những người thực sự lan tỏa cái năng lượng xuống dưới. Và đây chính là cái bí quyết. Thực ra nói là từ bí quyết thì tôi nghĩ rằng là nó hơi bí ẩn, nhưng mà tôi cho rằng là ai cũng hiểu được là yếu tố con người. Thì đây chính là 5 cái mà tôi có thể đúc kết được. Tất nhiên ngoài 5 cái này ra thì còn nhiều cái khác, nhưng mà tôi đúc rút ra rằng là để chúng tôi có được một cái ngày hôm nay thì đó là những cái mà tôi có thể chia sẻ được với bạn.